sát hại cô gái trong chung cư mini bị bắt khi đang ém thẻ ngân hàng, giấy tờ xe của nạn nhân. Khi bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào về hành vi trộm cắp, công an quận Thanh Xuân đã thu giữ trên người Hào có căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe mô tô mang tên Lê Thị Thủy Linh. Từ đây vụ án sát hại cô gái 21 tuổi ở phòng trọ để cướp tài sản được làm sáng tỏ. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của nạn nhân Lê Thị Thủy Linh, sinh năm 2003, quê ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, dư luận xã hội phẫn nộ, lên án trước hành vi của đối tượng. Theo công an quận Thanh Xuân, việc bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Chị Hào là một trong những đối tượng nghi vấn của vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hào ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khi bắt giữ đối tượng, tổ công tác thu giữ trên người Hào có căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe mô tô mang tên Lê Thị Thủy Linh. Khi điều tra viên hỏi Hào về những loại giấy tờ này, anh ta tìm mọi cách chối quanh, khai xe mô tô mang tên chị Linh là người quen cho mượn từ trước Tết. Sau đó, Hào về quê không sử dụng đến, giấy tờ các loại để quên trong cốp xe nên đối tượng cất vào trong người cho đỡ bị mất. Thời điểm này, Công an thành phố Hà Nội cũng nhận được thông tin của gia đình nạn nhân Lê Thị Thủy Linh đang tìm người mất tích. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng chắp nối các tài liệu, chứng cứ. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Công an quận Thanh Xuân đã buộc đối tượng Hào phải khai nhận hành vi sát hại chị Linh. Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về vụ án, đồng thời đưa đối tượng Hào đến nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội để xác định hiện trường gây án và nơi giấu xác nạn nhân. Ngày 20 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân và vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, đối tượng Hào khai nhận ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị Lê Thị Thủy Linh. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị Linh tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị Linh dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị Linh đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi thấy chị Linh tử vong, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152, Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Hào không có nghề nghiệp ổn định, có chơi cờ bạc trên mạng. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.